Xin kính chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2013. Số sàn. Đây là chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2013. Số sàn. Chiếc xe này được trang bị động cơ 1.4 MT, tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ tầm 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Đây là thân vỏ và nội thất của chiếc xe. Xe được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, xi nhan trên gương. Đèn bi xê lông siêu sáng. Hyundai Accent thì cái kiểu dáng cũng rất là đẹp, đồng thời là máy móc đi ổn định. Xe thì không hỏng vặt, đồ đạc dễ sửa chữa, dễ thay thế, giá thành rẻ cho đồ thay thế. Xe hiện nay được trang bị 4 phanh ABS đấy. 4 phanh ABS, 4 la răng đúc. Đồng thời cũng được trang bị gương kính chỉnh điện. Vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình DVD, đầu CD, rồi là camera hành trình, camera lùi trên gương. Túi khí đầy đủ. Chiếc xe này được chào bán với giá là 388 triệu đồng. 388 triệu đồng cho chiếc Hyundai Accent này. Quý vị xem xe vui lòng liên hệ trực tiếp Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. Thì bây giờ mình sẽ quay cái hơn kỹ hơn về nội thất. Đây là nội thất ghế da, táp ly táp lô đẹp. Táp ly rất đẹp quý vị nhé, táp ly rất đẹp. Xe được chào bán với giá là 388 triệu đồng, nhập khẩu nguyên chiếc năm 2013. Số sàn. Bây giờ mình sẽ quay về đến cái phần khoang cốp và khoang máy. Đây, cốp xe thì rất rộng. Cốp xe rất rộng quý vị và các bạn nhé. Xe mình vừa mua về đêm hôm qua, vừa mua về nhà xong, sáng nay quay luôn. Đây ạ, cốp xe đây ạ. Cốp rất đẹp, không có hề han gì, mục mọt bất cứ chỗ nào. Lốp sơ cua còn khá mới. Lốp sơ cua thì gần như là còn nguyên. Bây giờ mình sẽ đi lên khoang cốp. À, đi lên nắp capo xem khoang máy ạ. Đây là khoang máy của chiếc xe. Thì quý vị có thể nhìn thấy là xe là khoang máy là nguyên vết bụi bẩn của thời gian. Khoang máy chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Chỉ có vết bụi của thời gian. Và zin hết ạ. Zin từng con ốc quý vị nhé. Xe zin từng con ốc, ốc 7 màu còn nguyên. Máy số zin. Chưa tháo bất cứ một con ốc nào cả. Chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán với giá là 388 triệu đồng. Thì đấy, như quý đã quay cho giới thiệu quý vị rồi. Đây là chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2013 và được chào bán với giá là 388 triệu đồng. Xe máy số zin. Sơn vỏ đẹp. Nội thất đẹp. Không lỗi lầm gì. Quý vị xem xe liên hệ trực tiếp Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966.
quý vị muốn theo dõi kênh của Dũng Audi thì có thể bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông thì quý vị hãy bấm vào quả chuông để cho nó hiện lên hai quả cái dâu. Thì thế thì mỗi lần mình livestream báo giá trực tiếp cũng như là mỗi lần mình up video clip mới thì quý vị sẽ là người đầu tiên và nhanh nhất nhận được thông tin, để tránh cái trường hợp là xem những phải những video cũ thì đến khi hỏi đến thì xe bán rồi. Quý vị luôn luôn là người cập nhật được những cái video mới nhất từ Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương bằng cách đăng ký kênh và bấm quả chuông để nhận được thông báo ạ. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo.